Cô chào các em. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập giữa kỳ 2 môn Tiếng Việt. Nội dung ôn tập nằm ở tiết 1, tiết 2 và tiết 8 trong sách giáo khoa lớp 3 tập 2 nhé. Các em hãy nhìn lên màn hình đọc to cho cô yêu cầu của bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu các em kể lại câu chuyện Quả táo có sử dụng phép nhân hóa. Vậy phép nhân hóa là gì? Cô sẽ nhắc lại kiến thức, các em chú ý lắng nghe nhé. Nhân hóa có nghĩa là gọi và tả sự vật bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả người. Có 3 cách nhân hóa. Cách thứ nhất, gọi sự vật bằng những từ ngữ vốn để gọi người. Cách thứ hai, tả sự vật bằng những từ ngữ vốn để tả người và cách thứ ba, trò chuyện xưng hô với sự vật như với con người. Các em đã nhớ chưa nào? Đây là 6 bức tranh minh họa của câu chuyện quả táo. Các em hãy quan sát và đọc to các lời thoại có trong từng bức tranh. Dựa vào lời thoại của từng bức tranh trong câu chuyện quả táo, cô sẽ kể toàn bộ câu chuyện quả táo có sử dụng phép nhân hóa các em chú ý lắng nghe nhé. Vào một sáng mùa thu mát mẻ, thỏ đang dạo chơi trong khu rừng. Nó nhí nhảnh, liến thoáng ca hát một mình. Thỏ vui vẻ nhìn ngắm bầu trời xanh trong trên cao. Bỗng nó nhìn thấy quả táo chín mọng trên cành trông ngon lành làm sao. Ngay dưới gốc táo, chị nhím đang say sưa nằm ngủ ở một cây thông bên cạnh. Một anh quả đang tỉa tót lông cánh. Thỏ liền nhờ quả. Anh quả ơi, hái hộ tôi quả táo với. Quả vội bay sang cạnh bên, dùng mỏ của mình mổ cho quả táo rơi xuống đất. Không ngờ, quả táo rơi đúng vào chỗ chị nhiễm đang ngủ, ghim vào những cái lông nhọn hoắt trên lưng chị nhím Chị nhiễm giật mình, hốt hoảng bỏ chạy mang theo quả táo trên lưng. Thỏ vội chạy theo chị nhiễm và la lớn. Chị nhiễm ơi, trả tôi quả táo nào. Nghe thỏ nói vậy, Nhím hết sợ, dừng lại. Vừa lúc đó, Thỏ và Quạ cũng tới nơi, cả ba đều nhận quả táo là của mình. Thỏ quả quyết: "Tôi nhìn thấy trước." Nhím "Chính tôi bắt được quả táo." Quạ nói: "Tôi là người hái táo." Ba bạn nhỏ chẳng ai chịu ai, cứ cãi nhau mãi. Lúc đó, có một bác gấu đi ngang qua Thấy thế thì dừng lại xem Bác gấu bèn hỏi Có chuyện gì thế các cháu? Ba con tranh nhau kể Ai cũng cho là mình đáng được nhận quả táo Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện Bác gấu ôn tồn bảo Cả ba cháu đều có công cả Cháu thỏ thì nhìn thấy quả táo Cháu quả có công hái Và cháu nhím thì lại nhặt được quả táo vậy các cháu nên chia quả táo làm ba phần đều nhau mỗi cháu một phần thế là công bằng nhé nghe bác gấu nói thế cả ba chợt hiểu ra thỏ bèn chia quả táo làm bốn phần đưa mỗi bạn một phần còn phần thứ tư thỏ mời bác gấu bác gấu bảo bác có công gì đâu mà chia phần cho bác cả ba thưa bác chúc chúng cháu hiểu lẽ công bằng chúng cháu cảm ơn bác ạ à. Cô vừa kể xong câu chuyện quả táo, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung câu chuyện nhé. Các em hãy cho cô biết ai đã phát hiện ra quả táo đầu tiên? Thỏ đã phát hiện ra quả táo đầu tiên. Vậy khi quả hái giúp thỏ quả táo thì điều gì đã xảy ra? Các em hãy suy nghĩ cho cô. Khi quả hái giúp thỏ quả táo thì quả táo đã rơi vào lưng của nhím. Nhím giật mình bỏ chạy. Thỏ và quả đuổi theo. Cả ba đều nhận quả táo là của mình. Không ai chịu nhường ai. Khi bác gấu biết chuyện thì bác đã khuyên ba bạn như thế nào? Khi bác gấu biết chuyện đã khuyên các bạn chia quả táo làm ba phần bằng nhau, mỗi bạn một phần, vì ai cũng có công cả. Các em cho cô biết trong câu chuyện quả táo có mấy nhân vật và những nhân vật nào được nhân hóa nhé. Trong câu chuyện quả táo có bốn nhân vật, thỏ, quạ, nhím và gấu. Cả bốn nhân vật trên đều được nhân hóa. Thỏ xưng tôi, từ chỉ hoạt động của con người là nhìn thấy quả táo. Quả được gọi bằng ăn, từ chỉ hoạt động của con người là hái quả táo. Nhím được gọi bằng chị, từ chỉ hoạt động của con người là bắt được quả táo. Gấu được gọi bằng bác, từ chỉ hoạt động của con người là đã giúp chúng cháu hiểu ra lẽ công bằng. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết nội dung của câu chuyện quả táo là gì nhé. Nội dung của câu chuyện quả táo khuyên các em phải biết đoàn kết, chia sẻ, nhường nhịn với bạn bè, không nên tranh giành nhau. Các em sẽ tập kể lại câu chuyện dựa theo nội dung các bức tranh trong sách giáo khoa. Chú ý khi kể, có sử dụng phép nhân hóa trong lời kể, để lời nói, cử chỉ, suy nghĩ của các con vật như con người. Như vậy, câu chuyện của các em mới thêm sinh động. Để các em nắm vững hơn về phép nhân hóa, Cô và các em cùng làm bài tập tiếp theo nhé. Các em hãy đọc to cho cô yêu cầu bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các em đọc bài thơ và trả lời câu hỏi ở dưới. Các em chú ý lắng nghe cô đọc. Em thương, em thương làn gió mồ côi không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây, em thương sợi nắng đông gầy. Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng, Nguyễn Ngọc Ký. Câu A: Trong bài thơ, làn gió và sợi nắng được nhân hóa nhờ những từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người, em hãy tìm những từ ấy. Các em hãy suy nghĩ làm cho cô bài tập số 2 nhé. Chúng ta cùng sửa bài tập số 2. Chú ý nghe cô đọc bài thơ. Em thương... Em thương làn gió mồ côi, không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây. Em thương sợi nắng đông gầy, run run ngã giữa vườn cây cải ngồng. Sự vật được nhân hóa là làn gió, từ chỉ đặc điểm của con người là mồ côi. Thế các em có biết mồ côi có nghĩa là gì không? Mồ côi có nghĩa là mất cha hoặc là mất mẹ hoặc là mất cả cha lẫn mẹ. Từ chỉ đặc điểm của con người là tìm, ngồi. Sự vật được nhân hóa là sợi nắng. Từ chỉ đặc điểm của con người là gầy. Từ chỉ hoạt động của con người là run run ngã. Chúng ta cùng qua bài tập 2B. Các em hãy đọc cho cô bài thơ và trả lời câu hỏi. Em thấy là gió và sợi nắng trong bài thơ giống ai? Chọn ý thích hợp ở cột B cho mỗi sự vật nêu ở cột A. A làn gió sợi nắng. B giống một người bạn ngồi trong vườn cây, giống một người gầy yếu, giống một bạn nhỏ mồ côi. Các em hãy suy nghĩ để làm bài tập B cho cô nhé. Các em cùng sửa bài tập B với cô. Em thấy làn gió và sợi nắng trong bài thơ giống ai? Làn gió giống một bạn nhỏ mồ côi, sợi nắng giống một người gầy yếu. Qua bài tập số 2, các em thấy tác giả đã dùng những từ ngữ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người để tả cho làn gió và sợi nắng đấy. Hình ảnh của làn gió và sợi nắng giống như con người vậy, thật gần gũi và rất đáng thương. Chúng ta cùng làm bài tập số 3 các em hãy đọc thầm bài thơ suối rồi dựa vào nội dung bài thơ chọn câu trả lời đúng nhé suối suối là tiếng hát của rừng từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây từ giò sương của lá cây từ trong vách đá mặt đầy tràn ra, từ lòng khe hẹp thung xa, suối giang tay hát khúc ca hợp đồng, suối gặp bạn hóa thành sông, sông gặp bạn hóa mênh mông biển ngời, em đi cùng suối suối ơi, lên non gặp thác xuống đồi thấy sông, vũ duy thông. Chúng ta cùng làm bài tập số 3, bài tập số 3 yêu cầu các em là chọn câu trả lời đúng. Các em sẽ có 5 giây để suy nghĩ, đưa ra đáp án đúng sau khi cô đọc câu hỏi nhé. Câu 1, suối do đâu mà thành? A. do sông tạo thành, B. do biển tạo thành, C. do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành. Hết. Đáp án của cô là câu C, do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành. Câu 2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào? Suối gặp bạn hóa thành sông, sông gặp bạn hóa mênh mông biển ngời. A. Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển. B. Suối và sông là bạn của nhau. C. Suối, sông và biển là bạn của nhau. Các em có 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án của cô là câu A, nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển. Ta qua câu số 3 nhé. Trong câu "Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây, sự vật nào được nhân hóa? A. mây, B. mưa bụi, C. bụi, hết." Đáp án của cô là câu B, mưa bụi. Ở đây tác giả đã dùng những từ ngữ chỉ đặc điểm của con người là ngập ngừng để tả cho mưa bụi, như vậy mưa bụi là sự vật được nhân hóa. Câu 4, trong khổ thơ 2, sự vật nào được nhân hóa? Từ lòng khe hẹp thung xa, suối giang tây hát khúc ca hợp đồng, suối gặp bạn hóa thành sông, sông gặp bạn hóa mênh mông biển ngời. A. suối, sông B. sông, biển Tê, suối, biển, hết. Đáp án của cô là câu B, sông, biển. Câu số 5. Trong khổ thơ 3, suối được nhân hóa bằng cách nào? Em đi cùng suối, suối ơi, lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông. A. Tả suối bằng những từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động, đặc điểm của người. B. Nói với suối như nói với người, C bằng cả hai cách trên hết đáp án của cô là câu B nói với suối như nói với người, qua hai khổ thơ trên ta thấy tác giả đã dùng phép nhân hóa để tả cho sự vật bằng những từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động của người và nói với sự vật như nói với người các em vừa được ôn tập về phép nhân hóa. Để khắc sâu kiến thức, cô sẽ nhắc lại phép nhân hóa là gì nhé. Nhân hóa có nghĩa là gọi và tả sự vật bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả người. Có 3 cách nhân hóa. Cách thứ nhất, gọi sự vật bằng những từ ngữ vốn để gọi người. Cách thứ hai, tả sự vật bằng những từ ngữ vốn để tả người. Cách thứ ba, trò chuyện xưng hô với sự vật như nói với con người. Các em hãy nhắc lại cho cô. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em sẽ xem lại nội dung bài học của ngày hôm nay và hoàn tất các bài tập nhé. Ôn lại cho cô kiến thức về phép nhân hóa. Cô mến chào tất cả các em.